đây này, chở đây này. Ra quảng cáo cho Nguyễn Kim như thế này. Sắc nét luôn đấy. Ừ. Này 14 triệu. Được. Và là gấu bồ câu, gấu 10. Bây giờ nó đến gấu 11 rồi. Chưa có gấu 12 giống như iPhone đấy. Đấy, iPhone bây giờ mới iPhone đấy. Thanh toán. Xem có cái bánh khô thôi, chắc không có. Khô nhập này. Cái đấy là nó nhập từ Trung Quốc. Mà cái này hàng siêu thị nó phải là hàng chính ấy, chứ không hàng trôi nổi rồi. Siêu thị là nó phải nhập tính chính ngạch. Chỉ có lương khô quốc phòng hay có lương khô Trung Quốc không? Trước con phố này bánh tay sao? Đây là gạo. Lương khô này, đồ ăn.
đây siêu thị Nguyễn Kim đủ loại hàng hóa rất là phong phú. Hàng hóa về rất dồi dào phục vụ Tết Nguyên Đán cho người dân. Hôm nay là mua nhá.